Tư Văn mến chào cô chú anh chị em. Bữa nay cả nhà Tư Văn đi ăn cơm xèo, mì xèo. Cô chú anh chị em coi thử cơm xèo, mì xèo ra làm sao. Tư Văn cũng tò mò dữ lắm luôn á. Mới đầu tưởng là cơm rồi bánh xèo hay là gì, nhưng mà không phải cô chú anh chị em, mà nó xèo thiệt. Thì cái chỗ này trang trí cũng dễ thương, sạch sẽ, gọn gàng. Buổi chiều với buổi tối Tư Văn thấy đông lắm. Tuy nhiên cái này Tư Văn đi buổi trưa, cho nên là buổi trưa thì cũng chắc cũng mới bắt đầu mở thôi. Nhìn cũng ok. Trước tiên vô mình Thu Phan nhìn trên bảng xong rồi mượn cái menu lại bàn coi coi xong rồi mới lại lấy order. Mình cũng lịch sự lắm thôi chứ anh chị em, giống như là có receipt xong mình lấy nước lại bàn ngồi chờ. Thì giống như có cái con chip vậy đó, nó ren ren là mình đi lại bưng đồ thôi, giống như mình tự phục vụ. Không muốn khoai tây nữa hả? The same for one. Oh, beef thêm trứng và phô mai, ba con gà mật ong và một cơm bò phô mai sốt cay ạ. Menu nước bên em làm cũng có dùng gì không? Pepsi, một nước suối, một cơm bò phô mai sốt cay, ba đùi gà mật ong, một mì ý thêm trứng và phô mai, hai khoai tây chiên một bò hủ hẹn sốt phô mai. Hóa đơn cũng có thể hết thì ủa anh không em hả? Đó sau khi xong bó túi hả? Chúng phải order thêm một cái wagyu nữa. Ngày hôm nay ăn cái bữa này xong thêm cái bò wagyu với thêm một cái đùi nữa thì giá gần 900.000 của tiền chị. Ở Việt Nam bây giờ thì cái gì tôi đang thấy cũng giá cũng cao hết á, nhưng mà tôi đang thấy cũng hợp lý, tại vì nói chung thịt bò thì cũng không có rẻ. Hai đứa lại lấy nước nè. Đâu có cay đâu, qua em ăn rồi. Để ý của Bảo Trân kìa. Trứng của con đâu? Cái gì con? Gái hỏi gì? Cái trứng của con với con mê. Chắc riêng hồi qua có trứng sẵn luôn mà. Quên rồi. Đâu rồi? Ồ lại nói đi. Không có rồi kìa. Trong đó không có ghi trứng phô mai kìa. Anh cầm cái receipt lại nói không có riêng đâu. Trong này nó gạch rồi kìa. Nó gạch tức là xong rồi đó. Nó nhưng mà nó gạch ghế rồi chứ còn phô mai riêng ra mà. Cách đi phô mai riêng ra rồi. Cơm mì xèo, cơm xèo xèo nè, xèo thiệt. Xèo thiệt. Rồi. Hấp dẫn quá à. Xèo 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 luôn. Nhắc xong nó cô.
Ngon không?